Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ 7 của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam, thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Thưa quý khán thính giả, trong chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu hôm nay, chúng tôi có mời ông Trần Quang Thành, là một thành viên trong Trung tâm Truyền giáo Việt Nam, đến để giải đáp thắc mắc cho chúng ta hôm nay. Kính chào ông Thành. Thưa cô Phương Hiếu, kính chào quý khán thính giả của đài FPTN. Thưa quý vị, có nhiều người cho rằng Kinh Thánh mà Cơ Đốc nhân sử dụng toàn nói chuyện trên trời, hay có chăng là dạy con người ăn lành ở hiền như bao tôn giáo khác thôi? Theo ông thì điều này có đúng không ạ? Kính chào cô Phương Hiếu và kính chào quý khán thính giả. Thưa cô cùng quý khán thính giả, về phương diện ngôn ngữ thì dựa vào hai từ đúng không trong câu hỏi của cô, tôi có thể trả lời là đúng và là không. Đúng là vì Kinh Thánh chắc chắn có đề cập đến những chuyện trên trời và Kinh Thánh khuyên dạy mọi người sống đạo đức. Còn không, vì Kinh Thánh không chỉ dừng lại ở mức độ đó mà Kinh Thánh còn có rất nhiều điều mà chúng ta có thể áp dụng vào ngay trong đời sống của mỗi người hay cho xã hội mà chúng ta đang sinh sống. Và hơn thế nữa, Kinh Thánh là cuốn sách duy nhất cho biết nguồn gốc của vũ trụ, cội nguồn của con người, nguyên nhân của tội lỗi và hậu quả của nó. Đặc biệt, Kinh Thánh còn cho biết một phương thức để giải quyết vấn nạn của tội lỗi của con người. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời khẳng định mọi người đều phạm tội, vì thế mới có câu nhân vô thập toàn. Con người tội lỗi của chúng ta không có cách nào để tự cứu mình, và Kinh Thánh cho biết phương cách duy nhất ấy là tin vào Chúa Giêsu. Thưa cô. Thưa ông có thể chứng minh cụ thể hơn không ạ? Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta có thể trích ra một đoạn Kinh Thánh để tìm hiểu một vài vấn đề mà tôi đã nói ở trên. Trong Kinh Thánh Luca chương 3 từ câu 1 đến câu 6, lời Chúa kỹ thuật như sau. Năm thứ 15 đời Caesar Tiberius, khi Pontius Pilate làm quan tổng đốc xứ Giu-đê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilee, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iturea và tỉnh Traconis, Lysania làm vua chư hầu xứ Apilen, Anne và Caiphe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời của Đức Chúa Trời truyền cho dân con Sa-cha-ri ở nơi đồng vắng. Dân bằng dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giao-đanh, giảng dạy phép báp tem về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách Đấng Tiên Tri Esai mà rằng: có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo đường, mọi nơi sủng thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng, và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Quý công dân Chúa, thì đây là đoạn kinh văn không có xa lạ gì với chúng ta. Và nếu có người nào đó hỏi chúng ta đoạn kinh văn trên có ý nghĩa là gì, thì hầu hết trong chúng ta đều cho rằng ngụ ý của ông dân Báp Tít là đồi núi chỉ về tánh kiêu ngạo của con người, đường quanh quẹo ám chỉ sự gian dối. Theo tôi, điều đó đúng và cũng rất tốt. Tuy nhiên, đó chỉ là những ý nghĩa về thuộc linh. Còn vấn đề đặt ra là sứ điệp của dân Báp Tít có áp dụng gì trong cuộc sống hiện tại của mỗi chúng ta hay không? Áp dụng vào xã hội mà chúng ta đang sống hay không? Để hiểu cho đúng sứ điệp của ông dân Báp Tít, chúng ta cần phải đặt bản văn trở lại bối cảnh nó xuất hiện. Đồng thời, chúng ta cũng xem tác giả là ai và cũng xem phần trước phần sau mà tác giả đề cập đến. Khi ấy chúng ta sẽ khám phá ra rằng lời của dân Báp Tít mang một âm vang xã hội rất thực tế. Thứ nhất, đó là ông lên án tình trạng giàu nghèo. Trong câu 1 và câu 2, sử gia Luca cho chúng ta biết hoàn cảnh xã hội Do Thái lúc bấy giờ thật rối rắm. Đất nước Do Thái thì bây giờ đang bị đế quốc La Mạch thống trị, bị chia năm xẻ bảy và nhất định sẽ dẫn đến tình trạng phân chia giai cấp, tình trạng giàu nghèo và những vấn nạn xã hội thật tồi tệ. Nếu quý vị đọc về các sách tiên tri thì hầu hết các tiên tri ngoài việc lên án dân sự của Chúa, thờ tà thần, không nghe theo lời chỉ dạy của Chúa, các tiên tri của Chúa còn lên án sự bất công trong xã hội, sự bóc lột, sự nhăn manh và họ luôn luôn bênh vực người nghèo. Tiên tri Esai đã than phiền về việc thiếu tôn trọng sự ngay thẳng và công lý của những người cầm cân nảy mực. Họ không còn là những con người có sự trung tín nữa mà đã trở thành những tay đao phủ và những kẻ nổi loạn. Dân Báp Tít cũng là tiên tri của Chúa, chẳng những là tiên tri mà thôi. Luca còn cho biết dân Báp Tít là một nhà tiên tri vĩ đại,
cho nên ông cũng theo chiều hướng của các vị tiên tri trong thời cũ là vạch trần những bất công trong xã hội đương thời, đồng thời bênh vực quyền lợi của người nghèo. Điều này được minh chứng là khi dân bắt tít đơn giản thì có những người đang nghe đến hỏi ông như thế này. Chúng bằng hỏi dân rằng, vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng, ai có hai áo hãy lấy một cái cho người không có và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép bắt tem hỏi ông rằng, thưa thầy chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng, đừng đòi chi ngồi số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng, còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng, đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ấy hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng của mình. Rõ ràng những lời dân bắt tít giải thích cho họ là những gì xảy ra ngay trong thực tế của cuộc sống. Núi và thung lũng được ông đem so sánh như là người giàu và kẻ nghèo. Người giàu được ví như ngọn núi, người nghèo như là thung lũng vậy. Điều thứ hai, ông lên án những mưu toan gian dối của con người. Thông điệp của dân bắt tít ông đề cập đến đường quanh quẹo, đường gập ghềnh, ám chỉ điều gì? Đó chẳng phải ông lên án sự giàu có của nhiều người được xây dựng bằng những khúc quanh quẹo gập ghềnh, tức là những tính toán, những âm mưu ma quỷ để làm hại người và làm lợi cho mình mà thôi. Một khi nắm bắt được ý nghĩa đó thì sứ điệp của dân bắt tít cách đây 2.000 năm vẫn còn rất cần thiết cho xã hội mà chúng ta đang sống, nhất là tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Hàng ngày nếu quý vị theo dõi những tin tức trên mạng thì chúng ta sẽ nghe nói về gạo thì làm bằng ni lông, uống cà phê thì ngâm mùi bắp rang, thịt hư thối thì ngâm tẩy cho sạch, trái cây thì bơm thuốc vào cho to và nhìn đẹp mắt, vân vân và vân vân. Chúng ta đang ở Mỹ, nhưng nhiều khi chúng ta ra chợ cũng không biết mua món nào cho có chất lượng, không biết trái cây nào có bơm thuốc hay không, có an toàn hay không. Đến nước mắm chúng ta cũng phải e dè, không biết loại nước mắm này có phải hóa chất hay không. Và như thế, sứ điệp của dân bắt tít vẫn còn áp dụng trong xã hội ngày chúng ta bây giờ. Sau khi cho biết tình trạng xã hội đương thời, dân bắt tít nêu lên một phương pháp để giải quyết. Câu hỏi mà dân bắt tít nêu ra là làm sao xóa tan đi những bất công này, làm sao mà san bằng khoảng cách giữa kẻ giàu với người nghèo, làm sao xây dựng một xã hội công bằng. Cách mà con người chúng ta đang làm là đưa ra những luật lệ khắt khe hơn, rõ ràng hơn, minh bạch hơn, đồng thời cũng tuân giữ luật pháp cho đường hoàng. Điều này cũng đúng thôi, xã hội thì phải có luật pháp. Tuy nhiên, nếu nhìn vào xã hội, chúng ta thấy có nhiều người có tiền, có quyền thì họ ngồi trên cả luật pháp. Người ta có thể dùng tiền và quyền của mình để mà uốn nắn luật pháp theo ý của họ, phục vụ theo ý riêng của họ, bất chấp quyền lợi của người nghèo. Ngay chính khi ấy thì lời Chúa qua dân bắt tít vang vọng lên bên tai của chúng ta là hãy sám hối. Sám hối trong Kinh Thánh có nghĩa là như vậy, có nghĩa là phải thay đổi từ bên trong, thay đổi từ trong suy nghĩ, trong cách nhìn của chúng ta, trong các mối quan hệ cũng như với Thiên Chúa. Nếu chúng ta làm được điều đó thì kết quả sẽ như thế nào? Theo lời dân bắt tít cho chúng ta, kết quả là như thế này: là mọi loài xác thịt sẽ thấy được sự cứu của Đức Chúa Trời. Như vậy, lời của dân bắt tít được Luca trích thuật lại dường như đang nói với chúng ta hôm nay. Xã hội chúng ta đang sống cũng đầy dậy bất công, khoảng cách giữa người giàu và kẻ nghèo ví như núi và thung lũng, những tính toán ma quỷ của con người cốt chỉ để làm lợi cho mình, không quan tâm đến người chung quanh, xảy ra mỗi ngày mỗi giờ. Và để giải quyết được những vấn nạn trên, chỉ có một cách duy nhất là mọi người cần nhận biết sự cứu của Đức Chúa Trời. Và muốn nhận được sự cứu từ Đức Chúa Trời thì việc cần là phải sám hối, cũng có nghĩa là phải thay đổi quan điểm sống của mình, thay đổi từ trong suy nghĩ, trong cách nhìn của mình về cuộc đời, về con người và về Thiên Chúa. Tôi tin rằng một khi mọi người, trong đó có dân tộc Việt Nam chúng ta, mở lòng tin nhận Chúa thì khi ấy con người sẽ được ấm no, hạnh phúc, những vấn nạn như trên mới được chấm dứt. Amen. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, chúng tôi xin tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình tuần sau. Tôi xin kính chúc quý vị một tuần lễ thật vui vẻ và hạnh phúc trong ơn lành của Chúa. Tìm thánh nhân tháng ngày an bình, xin ngài khấn ban. Kính chúc quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VATV Chủ nhật ngày 26 tháng 5 2019 vào lúc 11 giờ Hoa Thịnh Đốn.
Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV, xin email về vatvnews@gmail.com. Với phần kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.